Rồi xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 46 mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Thì ba cái chất này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau ha nào. Và thầy cũng đã giải cho các em từ bài 1 cho tới bài số 5 trong sách giáo khoa trang 144 rồi. Thì tiếp tục trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở cái bài 47, đó chính là chất béo ha. Chưa học là các em đã thấy béo ngậy ở trong miệng chưa? Rồi, xem thử là chất béo của chúng ta là có ở đâu nha. Ok, ta đi sang phần 1. Như vậy thì người ta nói là chất béo có ở đâu. Như vậy thì chúng ta đã biết là chất béo thì thực sự trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta gặp rất là nhiều. Các loại thức ăn nó chứa chất béo, người ta gọi là lipid các em. Nếu mà chúng ta học ở môn sinh 8 đó thì nó chính là lipid ha. Thì nó có chứa nhiều ở trong này, dừa này, các em biết quả dừa ha. Ở quê thầy ở Phú Yên thì ở nhà ngoại thầy dừa rất là nhiều, sông Cầu các em, ở sông Cầu. Lạc này, đậu phụng này các em, lạc ha. Trong mỡ động vật, trong mỡ động vật, mè ha, vừng, mè rồi đó, dầu. Như vậy thì tóm lại, như vậy thì mỡ là lấy từ động vật này, còn dầu ăn nó là thực vật. Như vậy dầu và mỡ là mỡ ăn là các chất béo. Trong cơ thể động vật chất béo tập trung nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật chất béo tập trung nhiều ở quả và hạt. Như vậy thì tóm lại thì chất béo nó có nhiều trong mỡ động vật và trong các cái loài thực vật, ví dụ như là lạc, dừa, mè rồi đó, thì tạo thành dầu, các loại dầu hả nào. Ok, thì phần này chúng ta sẽ xem sách, còn nếu như chúng ta có thể ghi thì ghi chỗ đây. Này, trong cơ thể động vật chất béo tập trung nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật chất béo tập trung nhiều ở quả và hạt. Còn giáo viên có hỏi các em cho một số ví dụ thì các em nhìn ở hình để chúng ta trả lời. Ok chưa nào? Bài này nó cũng thiên về là lý thuyết là nhiều các em nhá. Rồi chúng ta đi sang phần 2 nha. Rồi phần 2 thì chúng ta được học đó chính là chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào. Ta có phần thí nghiệm các em. Cho vài giọt dầu ăn lần lượt vào hai ống nghiệm đựng nước và benzen, lắc nhẹ và quan sát. Thì các em ở đây thấy nè, thử cái tính tan của chất béo trong các dung môi. Ở hình A ở đây á là nước, còn B đây chính là benzen. Thì các em nhìn nè, các em nhìn giùm thầy nè, quan sát thì các em có thể trả lời được. Theo em thì chất béo nó nhẹ hơn hay là nặng hơn nước? Chất béo thì dầu em thì nó sẽ loại nhẹ hơn nước, nên khi mà các em cho vào nước thì nó sẽ nổi lên phía trên. Các em thấy phần màu xanh này nè, đó thì nó sẽ nổi lên phía trên, chứng tỏ là chất béo này nhẹ hơn nước, được chưa nào? Còn đối với dầu ăn hoặc là xăng hoặc là dầu hỏa rồi đó, thì khi chúng ta cho chất béo vào thì chất béo nó lại hòa tan được ở trong xăng, benzen rồi đó, với dầu hỏa rồi đó. Thì khi chúng ta lắc, chúng ta dùng cái ống nghiệm này, chúng ta lắc, chúng ta cầm như này, chúng ta lắc qua lắc lại như này, thì chúng ta thấy là cái chất béo này nó tan được ở trong cái môi trường, đó chính là benzen ha. Đó thì như vậy ở qua phần này thì chúng ta kết luận là gì? Chất béo nhẹ hơn nước, chứng tỏ là nó nổi lên trên bề mặt của nước này. Nên các em muốn làm thí nghiệm thì cũng dễ thôi các em. Các em lấy một cái ít dầu ăn mà cái chai dầu mà mẹ các em chiên rồi đó ha, chiên xào đó, thì các em cho vào nước thì các em sẽ thấy ở trên nó sẽ nổi, nó nổi một cái lớp ván ở trên ha, thì nó không có tan đó. Còn các em muốn thí nghiệm thì các em lấy xăng ở trong xe máy đó, các em lấy nó một ít, sau đó chúng ta cho dầu ăn vô, sau đó chúng ta cái chén chúng ta khuấy đều hoặc lắc đều thì nó sẽ tan. Ok, thì cái thí nghiệm này tự chúng ta có thể tự làm được và chúng ta quan sát được nha. Rồi chúng ta đi sang phần 3. Như vậy thì phần 3 là chất béo có thành phần và có cấu tạo như thế nào. Thì đun chất béo với nước ở nhiệt độ và áp suất cao, người ta thu được là glycerol. Glycerol nó chính là glycerin, tên gọi, và các axit béo. Như vậy thì phân tử glycerol có 3 nhóm OH. Đây nè các em, chờ thầy xíu thầy lấy giấy nhé. Như vậy thì glycerol đó, nó có cái công thức, nếu mà cấu tạo nói này, cấu tạo của nó thì đó chính là CH2. Thì ở đây nó đến là ba cái nhóm OH anh em, ba nhóm OH. thì nó viết gọn này thì nó chính là C3H5OH tất cả 35. Còn thứ hai đó chính là axit béo. Axit béo thì công thức tổng quát của nó chính là RCOOH. Thì chất béo thì nó bao gồm hai thành phần này nha các em nha. Chất béo thì bao gồm axit béo với lại glycerol, được chưa? Hai này kết hợp lại để tạo thành chất béo. Ok, thì axit béo thì nó có các cái gốc của nó rất là lớn ha. R này có thể là gì? C17H35 hoặc là C17H33 hoặc là C15H31 vân vân. Đó. Được chưa nào? Nghĩa là cái gốc R này rất là lớn. Số lượng carbon rất lớn. Ok. Rồi. Như vậy thì khi mà kết hợp giữa cái anh glycerol với lại axit béo thì nó có công thức chung. Công thức chung của nó chất béo đó chính là gì? Đó chính là RCOO. Tại vì cái anh C3H5 á, ảnh có cái hóa trị 3 nên là đây là hóa trị 3 này các em. Được chưa nào? Đó, công thức của chất béo. Nghĩa là hai này kết hợp với nhau thì tạo thành cái công thức chất béo là đây. Được chưa? Ta có hiểu không nào? Phần này nói chung chuyên về lý thuyết không em? Thầy thì thích làm cho các em phần bài tập để giảng giải em hiểu. Nhưng mà muốn làm bài tập thì phải biết được lý thuyết để em viết được phương trình, đúng không? Giờ mà bỏ qua lý thuyết mà không biết cách viết phương trình thì đâu làm được toán hóa đâu, phải không? Mà ví dụ như thầy cả tâm sự thì thầy cũng nói chủ yếu xung quanh cái việc học, cái cuộc sống. Nhiều lúc trong cuộc sống em nó có hiểu, cứ bảo thầy Quang sao nói nhiều mà không nói nhiều thì sao các em hiểu được, đúng không? Còn bạn nào không thích học thì thôi, thầy mời đi chỗ khác, được chưa? Ok. Tại vì tại sao thầy nói như vậy? Tại vì có một số bạn comment rất là mất dạy các em ạ. Thực sự là như vậy. Học trò thầy mà chỉ cần mất dạy như nào đấy là chết với thầy, không bao giờ. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang phần 4. Phần 4 đó chính là chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào. Thì thứ nhất, chất béo nó tác dụng với nước, nhưng mà nó phải có nhiệt độ với là axit là chất xúc tác này các em. Thì khi đó chất béo này nó tác dụng với nước để tạo thành glycerol với lại axit béo. Thì cái phương trình này chúng ta ghi vào dùm thầy vào trong vở nhé. Phương trình này ghi vào trong vở, được chưa? Đó. Ok. Thứ hai, một tính chất rất quan trọng của chất béo mà cái phương trình này cái phương trình tác dụng với NaOH, thì đây chính là cái phương trình xà phòng. Hỗn hợp muối natri các axit béo là thành phần chính của xà phòng này, xà phòng hóa, gọi là xà phòng hóa nha. Đây, gọi là phản ứng xà phòng hóa này. Chúng ta chú ý này, người ta lấy chất béo tác dụng với NaOH thì gọi là dung dịch kiềm anh em. Thì khi đó nó sẽ tạo thành glycerol với cái hỗn hợp muối của các axit béo. Thì hỗn hợp muối natri của các axit béo này đã chính là cái thành phần chính của xà phòng. Xà phòng thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Như vậy thì cái phản ứng này trong quá trình làm bài tập của chất béo thì phản ứng này các em phải hết sức lưu ý và chúng ta phải học thuộc lòng dùm thầy cái phản ứng này nhá. Ok, như vậy nghĩa là cái nhóm OH này, cái nhóm OH này nó sẽ thế ở bờ cái chỗ này, cái gốc của axit béo này, mà gốc axit béo này kết hợp với natri tạo thành là muối này. Đó, thấy chưa? Rồi, nhớ cái phản ứng này là cái phản ứng xà phòng hóa nha em, phản ứng xà phòng hóa. Đó, được chưa? Nhớ thầy hai cái phản ứng này viết dùm vào trong vở. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang phần 5 nhé. Rồi chúng ta có phần 5, đó chính là chất béo có những ứng dụng gì. Thì chất béo là một cái thành phần cơ bản trong thức ăn của người, động vật khi bị oxy hóa. Nói chung đấy, các em thấy chất béo, bạn nào mà trong lớp mà mập hồi thầy đi học ngoài cho em, bạn nào mà mập thì gọi là thằng béo hoặc là lipid. Bạn đây gọi là tên, gọi là lipid, gọi là cái biệt danh anh em, nghĩa là nói người đấy rất là mập. Như thầy thì Ốm nách cho con có mập đi em. Thầy cao 1m7 mà con 57-58kg, ốm nách. Còn mà bữa nay mập ra thì nó bệnh về tim mạch rất là mệt các em ạ. Thầy cũng chẳng muốn mập mà muốn có cơ bắp thôi. Mập làm gì anh em ha, đúng không? Đây cái phần này chúng ta nên đọc nha, đọc. Ok. Nào, còn năng lượng này chúng ta nhìn dùm thầy trong cái sơ đồ hình 5.8. Cái năng lượng mà khi giải phóng em thấy không? Chất béo này. Đây là gì? Kilojoule, kilojoule trên gam đó. Cari này kilojoule. Ok, chất béo, chất đạm, chất bột. Chất đạm này chính là protein này các em. Chất bột đó chính là glucid. Nhớ nha, chất bột là glucid này, chất đạm. Nghĩa là chất bột này ví dụ chúng ta ăn cơm này, các loại tinh bột á, chất đạm này trong thịt trứng cá này, sữa này. Và chất béo trong mỡ thì khi chúng ta dùng thì cái năng lượng tỏ ra chất béo này là cao nhất, được chưa nào? Đó. Nghĩa là chúng ta phải hiểu như thế. Ok. Còn cái phần kết luận thì đây, các em cũng xem mà để các em ghi vào trong vở phần kết luận nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành qua cái phần bài tập các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập 1 các em nhé. Trong clip này thầy cố gắng làm cả lý thuyết và cả bài tập luôn, chứ không chia nhỏ ra nha, tại vì cái lượng bài tập của nó ít. Ta đi sang bài số 1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau. Ở đây người ta cho 4 câu 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta hiểu về vấn đề trắc nghiệm thì đúng nhất thì chúng ta chỉ nên chọn một câu duy nhất, chứ chúng ta không được khoan 2 câu nha. A. Dầu ăn là este. Đúng hay sai các em? Rồi, để chúng ta đọc hết nè. Dầu ăn là este của glycerol. Dầu ăn. Nhưng mà ở đây này, thầy nói này. Ví dụ câu A dầu ăn là este, nhưng mà quan trọng este của anh nào đấy. Tại vì este này thì cái gốc của nó các em đã biết rồi, nó chính là cái hỗn hợp COO ha. Đây cái gốc này gọi là ST này các em. Lên phổ thông chúng ta sẽ được học về cái này rất là kỹ và rất là sâu ở chương trình 11 và 12 nha. Còn ở lớp 9 thì mang tính chất là giới thiệu thôi các em, cho người ta chưa nghiên cứu sâu đâu. Dầu ăn là ST thì chưa chính xác rồi. B dầu ăn ST của glycerol. Dầu ăn là một este của glycerol và axit béo. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glycerol và axit béo. Như vậy câu gì đúng em? Đó chính là câu D nhé. Câu D đúng. Được chưa? Ok. Rồi chúng ta đi sang câu số 2 nha. Câu số 2. Rồi đẩy lên luôn. Ok. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ tích hợp vào chỗ trống. Câu A. Chất béo ở đây là gì đây mà tan trong nước, nhưng gì đây trong benzen dầu hỏa. Như vậy ở đây các em tan hay không tan em ở trong nước? Ngay chỗ đây chúng ta phải điền dùm thầy là không tan nha. Như vậy là chỗ đây chúng ta điền là không tan các em nhé. Chữ không này. Ngay chỗ đây chúng ta điền thành là chữ không nhé. Trong nước nhưng chỗ đây là gì? Tan này, trong benzen này. Nhưng này, không tan trong nước. Nhưng tan này, trong này. Gì đó, như vậy chỗ đây chúng ta điền dùng thầy chữ tan nhé. Các em có hiểu không nào? Chỗ đây chữ tan, chỗ đây chữ không này. Đây tan này. Đây không này. Rồi. Câu B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng cái gì đây các em? Gì đây? Chỗ này chúng ta điền dùm thầy là thủy phân nhé. Thầy điền luôn ở trong đây luôn. Các em là viết vào trong vở nha. Thầy đọc lại này, phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân ST trong môi trường gì đây các em? Trong môi trường gì? Các em. Bạn nào biết? Giờ đây nè, đó chính là trong môi trường kiềm nha, trong môi trường kiềm. Chỗ đây là kiềm nha. Tạo ra gì đây các em? Tạo ra gì đây? Glycerol ha. Thầy ai sắp này. Glycerol và gì các em? Và đây là các muối của axit béo và các muối của axit béo. Đó, được chưa? Câu C, phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng gì? Hồi nãy thầy đã nhắc lại là gì? Là phản ứng gì? Thủy. Đấy, các em. Thủy phân đúng không? Thủy phân. Hãy đọc lại này. Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không phải là phản ứng gì các em? Xạ phòng hóa. Được chưa nào? Đó. Thầy điểm vào luôn cho các em luôn ấy. Ok. Rồi chúng ta đi sang bài số 3 nữa. Rồi chúng ta có bài số 3. Hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo. Nghĩa là khi mà chúng ta bất cẩn, chúng ta để cái chai dầu ăn này nó thấm vào quần áo đây, thì chúng ta nên chọn những cái chất nào trong các chất sau để chúng ta tẩy sạch cái vết dầu đó. Ý người ta hỏi như thế đấy, hiểu nào? Và đồng thời chúng ta phải giải thích sự lựa chọn đó. Câu A, nhặt bằng nước. Được em, cái ra không? Không ra được. Câu A là giặt bằng nước, là chúng ta có chọn em không nên chọn. Vì sao em? Vì nước nó không hòa tan được dầu ăn. Đúng chưa? Câu B. Câu B là giặt bằng xà phòng. Đúng rồi này. Tẩy bằng cồn 90 độ, 96 độ đúng rồi. Tẩy bằng giấm, tẩy bằng xăng. Như vậy thì câu B này, giặt bằng xà phòng này, với lại câu C đúng này, câu E tẩy bằng xăng đúng này. Cái này là chọn này. Vì bây giờ các em nên chọn B, C, E này. Vì này, vì những cái chất này này, chất xà phòng này, cồn này, xăng này, thì nó lại gì? Nó lại hòa tan được dầu ăn, nên chúng ta chọn ha. Vì xà phòng này, cồn này, với lại xăng này là hòa tan được dầu ăn. Đó nào, nên chúng ta chọn. Còn tại sao câu D chúng ta không chọn? Câu D là tẩy bằng giấm. Không nên chọn. Mặc dù là giấm nó có thể hòa tan được dầu, nhưng mà khi chúng ta chọn giấm thì nó sẽ phá hủy quần áo, nên chúng ta không dùng giấm. Anh em ha. Ta giải thích chỗ đây là tuy giấm hòa tan được dầu ăn nhưng lại phá hủy quần áo, nên chúng ta cũng không nên chọn. Các em hiểu nào? Rồi, đây sang bài số 4 á. Ta xem một xíu ấy. Rồi, chúng ta có bài số 4 em. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo, còn vừa đủ là 1,2 kg NaOH. Này chính là phản ứng xạ phòng hóa này em. Thu được 0,92 kg glycerol và 10 g kim loại, thể loại 10 g hỗn hợp muối của các axit béo, nghĩa là cái phương trình phản ứng thì chúng ta đã biết rồi, đúng nào? Tính m thì để tính m này thì chúng ta chỉ việc sử dụng định luật bảo toàn khối lượng là chúng ta tính ra thôi, đúng nào? Như vậy câu A này chúng ta có cái phản ứng này, như vậy chúng ta có chất béo cộng với NaOH có phải là tạo thành glycerol cộng với gì các em, hỗn hợp muối, có đúng chưa nào? Còn không là các em sẽ viết phương trình bằng công thức ra cũng được, mà viết như thầy cũng được. Như vậy thì ở câu A thì chúng ta có là theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có phải khối lượng chất béo này cộng với khối lượng của natri hydroxit là NaOH, nó sẽ bằng khối lượng glycerol cộng cái khối lượng của cái gì, hỗn hợp muối ở đây, đúng không nào? Muối và axit mà ở đây chúng ta cần tính là tính m hỗn hợp muối này. Như vậy chúng ta sẽ suy ra m có phải nó bằng khối lượng của chất béo này cộng với khối lượng của NaOH, chúng ta trừ cho khối lượng của glycerol, được chưa? Như vậy m bằng ta thấy số hô. Như vậy khối lượng của chất béo là 8,5, 8 cộng ở đây 1,2, ta trừ cho 0,92 ha. Rồi chúng ta dùng máy tính ta bấm nha. Đây em 8.58 cộng cho 120 bằng trừ cho 0.92. Như vậy thì nó sẽ bằng là 8,86 kg em. 8,86 kg. Được chưa? Tiếp tục. Câu B. Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng của xà phòng. Ở đây người ta yêu cầu là tính khối lượng xà phòng bánh, mà ở đây cái m của muối này là bằng 8,86 rồi, mà người ta nói là biết muối này của các axit béo chiếm đây này 60%, còn 40% còn lại là cái chất độn khác thì kệ đó, ví dụ như các chất độn ví dụ như là bột hay là cái gì đấy không cần biết ha, nhưng mà người ta nói là nó chiếm 60% khối lượng xà phòng đó. Như vậy thì chúng ta có là gì nào, chúng ta gọi khối lượng xà phòng á, xà phòng mà chúng ta thu được em, xà phòng thu được là m đây ha, đây là kg nha, đây là muối này, hỗn hợp muối này, m là kg. Như vậy thì chúng ta có là có phải khối lượng của muối chia khối lượng m thì nó bằng bao nhiêu, 60% đúng không, 60/100, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là chúng ta nhân chéo lên, m khối lượng của muối nhân cho 100 sẽ bằng m nhân 60. Mục đích chúng ta đây tính m thì sẽ bằng khối lượng của muối nhân cho 100 và chia cho 60. Như vậy thì hồi nãy chúng ta tính khối lượng của muối đây là 8,86, ta nhân cho 100 chia 60. Rồi anh em hồi nãy còn này. Rồi chia 60 nó gần bằng là 14,8 anh em. kg. Ta kết luận vậy khối lượng xà phòng bánh có thể thu được, vậy khối lượng xà phòng bánh có thể thu được là 14,8 kg. Vậy thôi. Câu B nè em. Nếu mà cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ các bạn nha. Điều thầy thực sự là thầy cần thì thầy rất là cần. Nhưng mà bạn nào không cần thầy nữa thì thôi, chứ chúng ta cũng đừng nói lời đắng cay, được chưa? Tại vì thầy dạy các em hoàn toàn miễn phí. Thầy đã bỏ công bỏ sức ra rồi mà còn này nọ theo yêu cầu thì các em cứ yêu cầu các cái kênh các thầy cô khác ấy. Trong thầy Quang thì bận lắm, thầy chỉ được như thế này thôi. Còn bạn nào mà muốn nó hoàn hảo nữa này nọ nữa thì các em cứ mua khóa học của các thầy cô kia, hoặc là thầy cũng không nhất thiết là phải mua của thầy, vậy thôi, được chưa? Ok, rồi tới đây thầy xin tạm dừng. Và thầy cũng chúc cho các em, những cái bạn mà thực sự yêu quý thầy đấy, thì học càng ngày càng giỏi và yêu thích môn hóa hơn nhé. Có gì thầy cũng cố gắng theo các em lên lớp 10. Thầy hứa là thầy sẽ làm hết khả năng của thầy thì thôi. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các em trong cái bài tiếp theo nhé.